Diện đồ ngủ mát mẻ đưa con đến lớp, người mẹ khiến cộng đồng mạng tranh cãi nảy lửa, nửa thông cảm, nửa bức xúc. Trong khung cảnh sân trường vắng vẻ, thì từ đâu lọt vào ống kính một người phụ nữ diện cả bộ đồ ngủ vô cùng mát mẻ, ngắn cũng cỡn chạy lon ton ra cổng trường, trước ánh mắt chú ý của rất nhiều người. Cái gì vậy bà nội? What the hell? Nhiều thầy cô trong trường và cộng đồng mạng phải đỏ mặt, bàn tán xôn xao về trang phục hở bạo của người phụ nữ hồn nhiên này. Nguyên nhân của hành động này được cho là vì đưa con đến trường trễ, nên người mẹ trong video không kịp xoay sở, đã mặc trang phục thiếu lịch sự, áo dây, cổ khoét sâu, quần đùi vô cùng ngắn, hoàn toàn không phù hợp với môi trường giáo dục. Sau hình ảnh khá phản cảm này, một số netizen chia sẻ, ở một vài nơi còn quy định về trang phục của phụ huynh khi đưa con em đến trường, không được mặc quần đùi, áo váy hở hang khi đưa con đi học, in hẳn hòi trong văn bản, chứ không tùy tiện thoải mái quá mức như thế này. Tuy nhiên bên dưới video, cộng đồng mạng đã để lại nhiều quan điểm khác nhau, có người bênh vực như khoe gì bộ đồ ngủ bạn, thấy sân không còn phụ huynh nào, chứng tỏ con bị trễ học lắm rồi nên chạy luôn. Kệ người ta, ở mẻo tôi muốn bận cái gì đi đâu chả được, chuyện quá bình thường. Mắc mớ gì không được, trừ khi đi chùa hay nhà thờ nơi tôn nghiêm đó khác. Số khác thì cho rằng nếu gấp quá mình có thể khoác áo với màn vải chống nắng cho lịch sự. Em mặc bộ này không dám bước ra cửa nhà, chứ nói gì đưa con đi học. Bởi mới nói ý thức rất quan trọng. Vậy theo bạn, bạn sẽ chọn đứng về phía nào? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại.